Kênh truyền hình CNBC ngày 31 tháng 7 đưa tin cơ quan quản lý thực phẩm Singapore và Bộ Y tế Singapore đang điều tra về các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt liên quan đến bệnh viêm dạ dày ruột tại văn phòng ByteDance, công ty mẹ của TikTok. Theo báo The Straits Times, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore đã cử các lực lượng chức năng đến văn phòng ByteDance sau khi nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế. Tính đến ngày 31 tháng 7, Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore và Bộ Y tế Singapore ghi nhận tổng cộng 130 trường hợp có triệu chứng viêm dạ dày ruột, trong đó 57 người đã nhập viện. Truyền thông Singapore cho biết những người bị ngộ độc thực phẩm có triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Nhiều người đã được các nhân viên của lực lượng phòng vệ dân sự Singapore hỗ trợ y tế sau đó. Theo đài CNA, ByteDance được cho là đã xác nhận rằng các nhân viên của họ bị ngộ độc sau khi ăn trưa tại một căng tin tầng 26 trong tòa nhà. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này để tiến hành điều tra.